Chương 671, lại đến cực vị lâu, chạng vạn tối sắc trời dần dần trở tối, màu đen xe thể thao đứng tại Côn Ninh Sơn, thợ săn hiệp hội hoa phủ phân hội tổng bộ bên ngoài, ba con mắt tam tể nhi, dùng đầu đẩy ra cửa xe, gật gù đắc ý bò lên đi ra, một khắc không ngừng mở cả ngày xe, nó cảm giác đầu của mình chóng mặt, nếu như có thế lại đến, ông Văn để nó học lúc lái xe, nó tuyệt đối phải giả vờ như học không được, mà ông Văn thì thần thanh khí sản theo xe bên trong đi ra đến hắn kỳ thật mới vừa từ thu dung sở bên trong đi ra không có vài phút, đào thanh thanh cùng tam tể nhi cùng sau lưng ôn văn, cùng một chỗ thông qua côn ninh sơn cổng kiểm tra, tiến vào phân hội tổng bộ, tại hiệp trợ người dẫn dắt xuống, tìm tới chỗ ở về sau, ôn văn liền đối đào thanh thanh cùng tam tể nhi nói, xuất phát thời gian là ngày mai giữa trưa 12 giờ, một mực ở chỗ này chờ quá không có ý nghĩa, ta mời các ngươi đi cực vị lâu ăn một chút gì đi. Nơi đó đầu bếp tay nghề quả thực là tuyệt, có thể đem khoai tây làm ra tôm hùng mùi vị, tôm hùng làm ra khoai tây mùi vị. Chỉ nghe ôn văn hình dung, đào thanh thanh cùng tam tể nhi thực sự là không tưởng tượng ra được cái này cực vị lâu có chỗ đặc biệt gì. Bất quá làm bọn hắn đứng tại cực vị cửa lầu thời điểm, nghe cái kia phát ra, cực kỳ nồng đậm mùi thơm, liền đã nhận ra nơi này thật không tầm thường. Cực vị lâu món ăn giá cả không ít, nhưng hương vị tuyệt đối xứng đáng giá cả kia. Đơn giản cơm trứng chiên đều thắng qua ngoại giới phòng ăn sơn trân hải vị liền trứng luộc nước trà dùng đều là giá trên trời đỉnh cấp lá trà. Cổng miêu nhân nhìn thấy ôn văn về sau, có chút bái, sau đó hỏi tên ôn văn, lại muốn ôn văn căn cứ chính xác kiện, tại cực vị lâu ăn cơm, tiêu hao tiền tệ là săn ma tệ, vì lẽ đó cần trước xác nhận thân phận, kiểm tra thực hư hoàn tất về sau miêu nhân nói với ôn văn. Khách nhân tôn kính, tuân thanh tiên sinh đã bao xuống cực vị lâu lệch sảnh, sở hữu ngày mai lên đường tham gia giao lưu hội liệt ma nhân đêm nay đều có thể tại lệch sảnh miễn phí dùng cơm. Ông Văn vui mừng nhướng mày, cái này tình cảm không tệ. Hắn nhưng thật ra là cao hứng không cần mình bỏ tiền, nhưng đi đến lệch sảnh thời điểm, ông Văn liền bị ngăn lại, cổng miêu nhân lễ phép chỉ vào tam tể nhi nói, tôn kính liệt ma nhân tiên sinh, còn xin tha thứ một chút, lệch sảnh sủng vật cấm chỉ đi vào, chính chảy nước bọt tam tể nhi, lập tức liền trở nên dương nanh múa vuốt, bằng cái gì không cho nó tiến đi ăn cơm ngược lại là ôn văn đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, cái này cũng bình thường. Vậy liền cho nó điểm một phần cơm trứng chiên, để nó ở bên ngoài ăn, cái này không có vấn đề đi. Miêu nhân đáp ứng xuống, Tam Tể Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn ôn văn hai người tiến vào. Kỳ thật lệch sảnh không cho Tam Tể Nhi tiến vào là bình thường, bởi vì nơi đó là tiệc đứng hình thức, món ăn dù sao cũng có hạn. Liệp ma nhân coi như lại có thế ăn cũng ăn không có bao nhiêu, có thế liệt ma nhân sủng vật lại không nhất định là cái gì kỳ quái giống loài. Một đầu sủng vật đem sở hữu đồ ăn tất cả đều ăn sạch cũng khó nói. Mà có thế biến lớn thu nhỏ tam tể nhi, đến cùng nhiều có thế ăn, ôn văn cũng không rõ ràng. Bất quá tam tể nhi kỳ thật cũng không có tổn thất cái gì. Nơi này cơm trứng chiên cũng hẳn là nó nếm qua thứ ăn ngon nhất. Nó cũng coi như không uổng công, huống hồ coi như không có tuân thanh mời khách. Tam tể nhi khả năng cũng chỉ có thể ăn vào cơm trứng chiên chờ mong ôn văn tự trả tiền cho tam tể nhi điểm đắt đỏ thức ăn ngon, không quá hiện thực. Vừa tiến vào lệch sảnh, hai người liền bắt đầu chọn lựa món ăn, đào thanh thanh không có lấy bao nhiêu, nàng mặc dù có thế ăn nhân loại đồ ăn, nhưng cũng không định ăn quá nhiều. Ôn văn liền không khách khí, hắn đem chứa món ăn bàn ăn chồng chất cao hơn một mét, sau đó giống như là gánh xiếc đồng dạng dùng một ngón tay chống đỡ dưới đáy, duy trì cân bằng. Có thể chọn xong món ăn về sau hắn liền lúng túng phát hiện, nơi này đã không có một cái bàn trống cực vị lâu tại liệt ma nhân nhóm trong cơ thể nổi tiếng lâu đời có miễn phí đi ăn cơm cơ hội tất cả mọi người sẽ không bỏ qua nơi này muốn so tưởng tượng náo nhiệt nhiều mà liệt ma nhân nhóm phần lớn không nguyện ý cùng những người khác ngồi cùng một chỗ đến mức mỗi một trương bàn ăn lên đều có người đang chuẩn bị tìm người ít cái bàn liều bàn thời điểm ôn văn đã nhìn thấy một người mặc làm váy trắng mỹ nữ đang theo ôn văn vẫy gọi nữ nhân kia ngồi là trong sảnh ương lớn nhất cái bàn Ông Văn đi tới lẩm bẩm nói, ngươi làm sao không mặc áo giáp, ta hơi kém không nhận ra được. Kiều phỉ nhã nụ cười trên mặt cứng ngắt lại một chút, không phải liền là ngươi cái thằng này lần trước để ta ít mặc áo giáp sao, làm sao lần này ta không mặc, ngươi còn tại phàn nàng. Bất quá nàng cũng không nói ra miệng, mà là chào hỏi ôn văn ngồi xuống, đào thanh thanh hơi có vẻ câu nệ ngồi tại ôn văn bên người, mỹ lệ trang nhã kiều phỉ nhã để nàng cảm giác được một tia áp lực, mà lại đã từng bị liệt ma nhân đuổi bắt qua nàng tại nhiều như vậy cường đại liệt ma nhân bên trong càng là không được tự nhiên. Đem món ăn tất cả đều buông xuống về sau, ông Văn nói với Kiều Phỉ Nhã, ngươi làm sao một người chiếm như thế lớn một cái bàn, nơi này ngồi 10 người cũng đủ đi. Kiều Phỉ Nhã dáng tươi cười lần nữa cứng ngắc, ta chỉ là tới sớm mà thôi, ta lại không có ngăn cản những người khác ngồi ở bên cạnh ta, trừ ông Văn loại này không đứng đắn bên ngoài. Không quản nam nữ già trẻ tại Kiều Phỉ Nhã trước mặt đều sẽ có áp lực, cho nên sẽ tự giác cách nàng xa xa. Ông Văn một bên hướng miệng bên trong nhét đồ ăn một bên hỏi Kiều Phỉ Nhã nói, nơi này làm sao nhiều người như vậy, ta coi là chỉ có 10 cái thượng tự siêu năng giả đâu. Kiều Phỉ Nhã giải thích nói, đây là liệt ma nhân giao lưu hội, cũng không phải chuyên môn là thượng tự siêu năng giả nhìn thấy chân ngã mà chuẩn bị, mỗi cái đại khu đều muốn biểu hiện ra mình săn ma thành công, cùng một chút kỹ thuật mới, vì lẽ đó ở đây có rất nhiều đều là tại ở một phương diện khác rất lợi hại liệt ma nhân. Ông Văn gật gật đầu, một bên gió bảo thức hút vào, một bên quét mắt nơi này liệp ma nhân nhóm, nơi này thân ảnh quen thuộc còn thật không ít, du lịch liệp giả vòng tròn cứ như vậy lớn, ôn văn coi như chưa thấy qua chí ít cũng đều nghe qua, thượng tự liệp ma nhân trừ ôn văn cùng kiều phỉ nhã bên ngoài còn có 5 người, trong đó hai cái là ôn văn người quen, một cái là đã từng cho ôn văn thư giới thiệu, để ôn văn tham gia du lịch liệp giả khảo hạch thượng tự du lịch liệp giả băng hà, lúc trước băng hà vẫn là ôn văn ngưỡng vọng tồn tại hiện tại ôn văn đều có thể cùng hắn bình khởi bình tọa một cái khác quen thuộc thượng tự liệt ma nhân là ẩn thứ ôn văn lúc trước cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ là một cái mười phần đáng sợ thích khách chọc hắn khả năng bất tri bất giác bị xử lý còn lại ba cái ôn văn mặc dù không quen nhưng cũng đều biết đều là tại gần nhất danh tiếng tương đối thịnh thượng tự liệt ma nhân chỉ có một người để ôn văn rất để ý kia là một người mặc màu đen chế phục tóc đen mặt lạnh khốc ca hắn chế phục trên có một đầu thật dài kim long theo thùa cái kia theo thùa không ngừng tại trên quần áo du động vị này khốc ca họ long tên tác là cùng ôn văn kiều phỉ nhã cùng nhau trở thành du lịch liệt giả liệt ma nhân một trong lúc trước cái này là long tác tại hạng thứ nhất khảo hạch cầm thứ nhất tại hạng thứ ba khảo hạch cầm thứ ba là ba loại khảo hạch tổng hợp điểm số cao nhất một cái liệt ma nhân hắn trở thành du lịch liệt giả về sau giải quyết mấy cái sự kiện lớn danh tiếng muốn so ôn văn còn muốn thịnh một chút Chương 672, Tân Nhân Loại, Tòng Long tác khí tức trên thân đến xem, thực lực của hắn chỉ sợ cũng không tầm thường, người ở chỗ này bên trong hẳn là chỉ có kiều phỉ nhã có thế ổn vượt qua hắn, những người khác so với hắn muốn yếu một ít, ân. Hắc thể đã tấn cấp làm trung tự ôn văn, cũng hẳn là mạnh hơn hắn, bất quá để ôn văn để ý, không phải vị này khốc ca thực lực, mà là hắn một mực tại nhìn chồng chọc vào kiều phỉ nhã, trong ánh mắt có ngưỡng mộ cũng có chiến ý, mà nhìn ôn văn ánh mắt thì có năm phần phẫn nộ năm phần ghen tị xem ra vị này long tác tiên sinh hẳn là yêu thầm kiều phỉ nhã mà ôn văn có thế ngồi tại kiều phỉ nhã bên cạnh cười cười nói nói để hắn lên lòng ghen tị bất quá cũng may long tác không phải tâm trí không hoàn toàn khờ phê không có bởi vì cái này liền đến gây sự với ôn văn không phải ôn văn nói không chừng liền bị bách cùng hắn đấu một trận sau đó tới một đợt trang bức đánh mặt tiết mục tràn diện kia ôn văn ngẫm lại đều rơi nổi da gà nhưng cho dù không có tới gây sự với ôn văn, ôn văn cũng bị hắn chầm chầm toàn thân không thoải mái, miệng bên trong đồ ăn đều chẳng phải thơm, ôn văn xem xét hắn, hắn liền đem đầu nghiêng đi, ánh mắt một thu hồi lại, hắn liền mắt không chớp nhìn xem ôn văn, có thể nói là tương đương đáng ghét, bất quá rất nhanh ôn văn liền không vì long tác phiền não rồi, bởi vì hắn trông thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đi vào lệch sảnh, để lông mày của hắn lập tức liền gấp khóa, hai người kia một cái là Lý Đại Trang Hảo Huynh Đệ Đào Văn, một cái khác thì là lúc trước một tay trù hoạch đồng hóa trấn sự kiện tống lăng ông văn để đổ xuống đi đến trước người hai người hỏi hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này đào văn xem như cái không hoàn chỉnh siêu năng giả hiệp hội muốn hắn đi tham gia liệp ma nhân giao lưu hội làm gì mà tống lăng ông văn mặc dù cùng hắn sống vai chiến đấu qua có thế cái này cũng không trở ngại tại ôn văn trong lòng tống lăng liền là một cái chính cống phần tử nguy hiểm tống lăng mỉm cười nói với ôn văn đừng khẩn trương như vậy, ta đã khôi phục thân phận của liệt ma nhân, hiện tại cùng ngươi là đồng liêu, mà lại chúng ta còn muốn cùng đi tham gia giao lưu hội, ông Văn Lạnh giọng nói, ta hiện tại thế nhưng là không hiểu ra sao, ngươi không ngại cho ta đem lời nói rõ ràng ra, sách, xem ra ngươi thị phi hỏi rõ không thể, như vậy đi theo ta. Tống Lăng mang theo ôn văn cùng Đào Văn đi vào cực vị lâu một chỗ phòng khách, sau đó nói với ôn văn, ngươi cảm thấy Đào Văn đứa nhỏ này thực lực như thế nào? ông văn đánh giá liếc mắt nói tai họa cấp quái vật tiêu chuẩn không đáng giá nhắc tới tống lăng ý vị thâm trường hỏi vậy ngươi còn nhớ rõ lúc trước đồng hóa trấn sự kiện lúc kết thúc hắn là dạng gì thực lực sao ông văn nghĩ nghĩ trả lời nói khi đó hắn chỉ là một người bình thường hắn hẳn là tại gần nhất thức tỉnh siêu năng lực lượng đi tống lăng nhìn chằm chằm ôn văn con mắt mỗi chữ mỗi câu nói hắn chưa từng có thức tỉnh qua siêu năng lực lượng đây không có khả năng hắn rõ ràng có tai họa cấp thực lực. Ông Văn nhíu mày nói, đúng, hắn có tai họa cấp thực lực, lại không phải siêu năng giả cũng không phải người cải tạo, đây chính là ta có thế tự do xuất hiện tại trước mặt ngươi nguyên nhân. Ông Văn như có điều suy nghĩ đánh giá Đào Văn, sau đó nói với Tống Lăng, đem có thể nói đều cùng ta nói một chút đi, ta hiện tại không nói, ngươi đến lúc đó cũng sẽ biết. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu tại đồng hóa trấn chế tạo một nhóm nửa người nửa quái vật quần xã đi đương nhiên nhớ kỹ ngươi nói muốn sáng tạo đồng bào của ngươi không phải sao ông văn trả lời nói tống lăng gật đầu nói không sai lúc trước ta sáng tạo quần xã hiện tại ngay tại một chỗ hải đảo không tranh quyền thế bình ổn sinh hoạt bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là người trẻ tuổi này hắn không có kế thừa quái vật đặc thù mà là tại về nhà hai tháng sau phát phát hiện mình có được năng lực mới trải qua cái kia thợ săn hiệp hội điều tra cái kia năng lực không phải siêu năng lực lượng mà là tinh thần lực của hắn đo cùng lực lượng cơ thể hỗn hợp sản phẩm lực lượng kia chỉ phải chăm chỉ rèn luyện liền có thể một mực mạnh lên mặc dù cùng siêu năng lực lượng các phương diện đều hoàn toàn không có cách nào so sánh nhưng đây là người bình thường cũng có thể có lực lượng mà lại theo phỏng đoán đứa nhỏ này dòng dõi cũng đem có được đồng dạng thiên phú ông văn theo bản năng ngồi ngay ngắn nếu như tống lăng nói tất cả đều là nói thật khả năng này thật sẽ là một cái đủ để cải biến thế giới phát hiện Tống Lăng hơi có vẻ cuồng nhiệt nói với ôn văn, nếu như đem ngươi ta như vậy, có được mạnh mẽ đại năng lực người được xưng siêu năng giả, mà ta đem đứa bé này xưng là tân nhân loại, tân nhân loại. Ông Văn cân nhắc ba chữ này, rất có một loại mình đang đứng ở thời đại trào lưu bước ngoặt cảm giác, tại Tống Lăng tỏ ý xuống, đào văn vương tay, ông Văn có thể rõ ràng cảm giác được trên tay của hắn có một đoàn trong suốt lực lượng, đến, đánh ta, đào văn nhìn một chút Tống Lăng, liền đem lực lượng kia đánh vào ôn văn thể nội, ôn văn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác trong chốc lát, liền phân tích rõ ràng cái này tính chất lực lượng. Cái thứ nhất đặc thù liền là ôn hòa, ôn hòa đến phổ thông người thân thể cũng có thể tiếp nhận của lực lượng này. Cái thứ hai đặc thù là tẩm bổ, bị lực lượng này chảy qua qua tế bào sẽ trở nên qua loa sinh động một chút, nếu như thể nội loại lực lượng này đủ nhiều, hẳn là có thể để thân thể trở nên càng cường kiện hơn, tuổi thọ cũng càng dài. Lực lượng này xác thực là đồ tốt, sau đó các ngươi định làm gì tống lăng đương nhiên nói đương nhiên là điều tra rõ ràng tại đứa nhỏ này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó đem đồng dạng đặc tính phục chế đến toàn liên bang tất cả mọi người trên thân mặc dù lực lượng này cùng siêu năng giả so sánh còn quá mức yếu đuối nhưng để người bình thường có được lực lượng liền là theo số không đến có chuyển biến ngươi ngẫm lại xem nếu như liên bang bên trong mỗi người đều có thể có cùng đứa nhỏ này đồng dạng đặc tính có năng lực tự vệ nhất định như vậy chúng ta còn cần như thế sợ hãi thế giới bên trong quái vật sao, như vậy chúng ta còn cần giống như vậy đồng dạng không ngừng phong tỏa tin tức sao, không cần. Ngươi biết điều này có ý vị gì đi, ông Văn gật gật đầu biểu thị mình lý giải tống lăng, nếu như mỗi người đều có được lực lượng, đến ít một chút tiểu quái vật chỉ bằng mượn dân chúng lực lượng liền có thể tiêu diệt, đối mặt đại tai nạn thời điểm bọn hắn cũng sẽ có cao hơn năng lực chống cự, không đến mức nói chết một lần chết một mảnh mà lại một mực đối dân chúng thanh tẩy ký ức, chung quy là không có biện pháp biện pháp, nếu là có thể không đối dân chúng ẩn tàng tình huống, liền có thể tập trung lực lượng làm một chút đại sự, cũng có thể dễ dàng hơn điều động toàn bộ liên bang lực lượng, thế cục bây giờ tương đương với một đám thợ săn tại mảnh thú vây quanh tình huống dưới bảo hộ một khối đậu hũ, nếu như Tống Lăng nói tới có thể thực hiện, khối kia đậu hũ liền lại biến thành cục gạch, sẽ để cho đám thợ săn nhẹ nhõm quá nhiều, ông Văn Trịnh trọng hỏi. Người có nắm chắc làm cho tất cả mọi người đều có được đào văn năng lực như vậy sao? Tống Lăng lắc đầu, trước nói một chút ủ rũ lời nói, không có nắm chắc, ai cũng không dám nói có nắm chắc, mà lại coi như thật nghiên cứu ra được, đến thật đưa vào sử dụng đoán chừng cũng phải thời gian mấy chục năm. Sau đó Tống Lăng thần sắc liền trở nên sụp sôi, thế nhưng là dù vậy, ta cũng nguyện ý vì thế nỗ lực cả đời, ta muốn tự tay khai sáng một cái thuộc về tân nhân loại cùng siêu năng giả thời đại. Chương 673 Thời gian lữ giả, nhìn xem tinh thần phấn chấn dõng dạc Tống Lăng, Ông Văn có chút không thích ứng, ngươi nguyên lai like không phải như vậy a, à. ta nhớ được trước ngươi một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, làm sao hiện tại tựa như là đánh máu gà đồng dạng. Tống Lăng cười hắc hắc nói, ta lúc đầu mục đích đúng là để ta trên thế giới này không cô độc nữa, hiện tại ta đã không cô độc, đương nhiên muốn tìm chút chuyện có ý nghĩa làm một lần. Hai người lại rảnh rỗi giật vài câu, Ông Văn mới quay người rời đi trở lại bàn ăn lên tiếp tục quét sạch trước đó lưu lại món ăn. Kiều Phỉ Nhã tò mò nhìn ôn văn nói, trước đó ngươi cùng Tống Lăng đi nói cái gì rồi, trước không nói cho ngươi, dù sao đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Ôn văn kiểu nói này, Kiều Phỉ Nhã càng thêm tò mò. Sau bữa ăn ôn văn mang theo bụng dưới có chút nâng lên đào thanh thanh rời đi lệch sảnh, nguyên bản đào thanh thanh chỉ tính toán ăn một điểm, nhưng món ăn ở đây thực sự là ăn quá ngon. Tam Tể Nhi nhìn ôn văn đi ra, liền du lịch đi tới ôn văn bên người, nó đầu rắn dưới có cái mâm tròn, giống như là mắt trắng. một con mèo người phục vụ viên đi tới, hướng ôn văn đưa qua một cái giấy tờ. đây là có chuyện gì? ông tiên sinh, sủng vật của ngài đem đĩa ăn. miêu nhân phục vụ viên trả lời nói, ôn văn khóe miệng kéo động một cái, không biết nên nói cái gì. đào thanh thanh cười một tiếng, kém chút phun ra hạt cơm. thanh toán xong đĩa tiền về sau, ôn văn vuốt ve da rắn nói ta trước đó đích thật là ủy khuất ngươi, không phải ngươi cũng không trở thành ăn đĩa. Bất quá đã ngươi thích ăn đĩa, ngươi tiếp xuống 5 ngày đồ ăn liền tất cả đều là đĩa thế nào, tam tể nhi mờ mịt phun ra lưỡi, sau đó thân thể cứng ngắc bò tới trên mặt đất, toàn bộ liền là một cây rắn bổng. Chấm chấm chấm. Ngày thứ hai giữa trưa, một khung to lớn máy bay hành khách ngừng lại, sở hữu chuẩn bị xong liệp ma nhân theo thứ tự đăng ký, dẫn đội là chân tự liệp ma nhân tuân thanh. Chiếc máy bay này bên trong tràn đầy hoa phủ đại khu tinh nhuệ liệt ma nhân, nếu như đem đánh rơi. Ân, ừ, ai đem đánh rơi ai liền xui xẻo, đem lại nhận liệt ma nhân nhóm thân thiết bảo vệ. Ông Văn cười hì hì ngồi vào tuân thanh bên người, nhét cho hắn một bình sinh sôi tề. Cái này có thế là đồ tốt, chỉ cần hướng trên đầu bôi một lớp mỏng manh, liền có thể mọc ra nồng đậm tóc. Tuân Thanh nghe xong thận trọng đem sinh sôi tề thu lại, hiện tại hắn không dùng đến, về sau chưa hẳn không dùng đến, người đã trung niên ai có thể bảo chứng mình tuyệt đối không rụng tóc đâu. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo chích, ngươi là có chuyện muốn hỏi ta đi. Ông Văn xoa xoa tay nói, hắc hắc, ta nghĩ làm một khung máy bay, ngươi muốn phi cơ làm gì? Tuân Thanh sửng sốt một chút, ta thường xuyên đầy đại khu chạy khắp nơi, lái xe quá phiền toái, vẫn là mình lái phi cơ thoải mái một chút, dù sao ta có người điều khiển. Quấn ở ông Văn trên cánh tay tam tể nhi nghe có một loại dự cảm bất tường ngươi muốn không phải nghĩ muốn, ngược lại là cũng có thể cho ngươi làm đến, máy bay chiến đấu không thể bán cho ngươi, nhưng quân dụng máy bay vận tải hoặc là máy bay trực thăng là có thể, nhưng những cái kia đều là hàng thông thường, nếu như ngươi muốn tốt một chút máy bay, ta đề nghị ngươi đi lần này giao lưu hội lên tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới lựa chọn tốt hơn, đẹp tăng lớn khu mỗi một lần giao lưu hội đều khiến cho giống như là đầu cơ trục lợi súng ống đạn được đồng dạng, cái kia ngược lại là cũng được, hiện tại ta cũng có tiền phương tiện giao thông đương nhiên là càng ngày càng tốt. Nói đến ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc cái khác đại khu liệt ma nhân, ta nhưng thật ra vô cùng mong đợi. Tuân Thanh gật đầu nói, mỗi cái đại khu tình trạng đều không giống, đẹp tăng lớn khu thợ săn hiệp hội, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về thợ săn hiệp hội, nhưng kỳ thật đã tương đương với một cái khác tổ chức, người cùng bọn hắn tiếp xúc qua liền hiểu. Chấm chấm chấm. Mê Vũ Chi Thành Nam, một cái tai to mặt lớn cảnh sát xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, còn có chút chưa tỉnh hồn. Lúc này bọn hắn vị trí, đã bị phong khóa lại, nơi này là một chỗ tử quán, cảnh sát tiếp vào báo cảnh về sau liền lập tức chạy tới nơi này, kết quả liền thấy kinh dị một màn, tại quán trọ này bên trong, thời gian phản phất bị dừng lại, một đầu khó mà hình dung quái vật, tại trong khách sạn chậm rãi hành động, nó mỗi đi đến một người bên người, liền sẽ dùng cái kia ống hút trạng giác hút, cắm vào người thân thể bên trong, sau đó người kia tựa như là nháy mắt kinh lịch toàn bộ sinh mệnh lịch trình hóa thành xương khô cuối cùng tan biến trong gió. Béo cảnh sát liền đứng tại cửa ra vào, mắt thấy cái này toàn bộ kinh dị quá trình, thẳng đến đem tất cả mọi người thời gian tất cả đều hút khô. Quái vật kia mới nhìn béo cảnh sát liếc mắt, dùng một loại phương thức quỷ dị, tan biến trong không khí. Hiện tại một đôi mặt tây trang màu đen nam nữ, ngay tại trong khách sạn ngồi một loại nào đó điều tra, mà hai cái cho tây trang nam nhân ngay tại hỏi thăm béo cảnh sát một vài vấn đề. Cái kia đồ tây đen nam nữ liền là nam trong thành liệt ma nhân tại kim ưng đại khu liệt ma nhân nhóm bình thường đều là như vậy trang phục bọn hắn tiếp vào tin tức về sau liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường thế nhưng là sự kiện lần này bọn hắn bất kể như thế nào cố gắng vẫn là điều tra không ra một tia manh mối thật giống như những người kia là trống không tan biến bất đồng dạng mà cái kia béo cảnh sát chỗ hình dung kỳ hình quái vật bọn hắn ra khắp cả có thể tìm tới tư liệu cũng không có bất kỳ cái gì tương tự tồn tại hiện tại duy nhất có thể nói rõ giải thích, liền là huyễn thuật loại hình siêu năng giả, tận lực chế tạo một trận nháo kịch, trong khách sạn người là bị người siêu năng kia sớm xử lý, có thế cái này không cách nào giải thích người siêu năng kia mục đích đến cùng là cái gì, tại quán trọ bên ngoài 300 mét, mặt màu trà áo khoác nam nhân xa xa ngắm nhìn cái hướng kia, trong mắt có không thể che hết lo lắng, nếu như lại tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề, hắn đem giống như là cái kia trong quán trọ những người khác, bị khủng bố chó săn bắt đi toàn bộ thời gian có thế loại đồ vật này một khi để mắt tới người nào đó liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ mà lại những vật kia là vô địch hắn có thể làm được chỉ là trì hoãn cuối cùng vận rủi phát sinh thôi thú vị không nghĩ tới ta vậy mà có thể thấy đến thời gian người lữ hành giọng ôn hòa theo áo khoác nam sau lưng truyền đến để áo khoác nam phía sau nháy mắt lên một tầng mồ hôi lạnh hắn quay đầu nhìn lại liền thấy một người mặt bạch bào thân ảnh chính đứng ở sau lưng hắn tò mò nhìn hắn ngươi là ai nam nhân cảnh giác hỏi ngươi có thể gọi ta dẫn đạo giả nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có tuân thủ thời gian lữ hành pháp tắc vì lẽ đó bị chó săn truy kích đi dẫn đạo giả sắc mặt bình thường mà nói nam người sắc mặt đại biến làm sao ngươi biết ta là thời gian người lữ hành lại làm sao biết thời gian lữ hành pháp tắc dẫn đạo giả mỉm cười nói từ một loại ý nghĩa nào đó ngươi có thể đem ta xem như một cái thần vì lẽ đó ta biết rất nhiều chuyện ngươi không biết ngươi bây giờ lâm vào phiền phức bên trong, ta có thể dạy cho ngươi tránh né chó săn phương pháp, nhưng làm làm đại giá ta cần ngươi tới giúp ta làm một việc, sự tình gì. Năm người như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, dẫn đạo giả khóe miệng nhếch lên nói, ta muốn ngươi giúp ta giết người. Chương 674, hắc ám trù phòng, tại nhàn nhạc sương mù xuống, một khung máy bay lặng yên rơi vào sân bay, liệp ma nhân nhóm nhau nhau theo trên máy bay đi xuống. Tới nơi nào liền muốn tôn trọng nơi nào thói quen sinh hoạt, vì lẽ đó ông văn mang trên mặt, lúc trước theo lâm triết viễn nơi đó thuận tới màu đen phòng độc khẩu trang, tại cái này sương mù lượng lờ thành thị bên trong, mang khẩu trang là đối với mình phụ trách, ai biết cái này trong sương mù có cái gì vật kỳ quái, đám người bị ngoài phi trường ngừng lại mấy chiếc xe buýt xe nhận đi, được đưa đến nam thành phố một cái tử điếm cấp 4 sao, bọn hắn đem ở đây ở lại 3 ngày, chờ đợi sở hữu đại khu tham dự nhân viên tất cả đều đến đông đủ về sau, lại cùng nhau đi tới thợ săn đảo. Sở dĩ muốn chờ ba ngày, phương diện này là bởi vì thợ săn đảo tọa độ là tuyệt mật, thống nhất tiến về có thể giảm bớt tọa độ bại lộ khả năng. Một phương diện khác thì liền là thợ săn hiệp hội truyền thống, đó chính là lợi dụng 10 cái đại khu ưu tú liệp ma nhân tụ tập cùng một chỗ cơ hội, thanh lý một tòa quái vật mật độ quá cao thành thị. Trên trăm cái thượng tự liệt ma nhân, dù là không tận lực hành động, cũng có thể đối tòa thành thị này quái vật sinh thái mang đến đã kích cực lớn, mỗi lần giao lưu hội lựa chọn thành thị toàn đều có chỗ khác biệt lần này lựa chọn liền là mê vụ chi thành nam ông văn mới vừa tiến vào gian phòng liền tiếp đến tuân thanh gửi tới tin tức bàn giao hắn ba ngày này tận lực tại nam thành phố nhiều dạo chơi thấy cái gì đồ vật tốt nhất liền thuận tay giải quyết không cần tuân thanh nói ông văn vốn cũng không có định đem thời gian lãng phí ở trong tửu điếm lần đầu tiên tới phong tình khác lạ cái khác đại khu hắn nhưng là có rất nhiều chuyện đều muốn làm đầu tiên làm sao cũng phải cấp thu dung sở tăng thêm một chút kim ưng đại khu bản thổ giống loài tiếp theo muốn tại kim ưng đại khu thiết lập điểm giám sát lại chưa mộ mấy cái bản thổ liệt ma nhân nếu như thời gian cho phép ông văn thậm chí muốn ở chỗ này thành lập một cái hội ngân sách phân bộ nam thành phố là một cái dân cư quá ngàn vạn thành phố lớn tại dạng này thành thị bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật ai cũng không biết nơi này rất lớn một bộ phận kiến trúc đều là lịch sử lâu đời của kiến trúc khiến cho trong tòa thành thị này tràn đầy đặc biệt lịch sử vận vị bất quá cổ kiến trúc nhiều cũng liền đại biểu cho hiện đại kiến trúc đối lập ít một chút dẫn đến mật độ nhân khẩu không có những thành thị khác lớn vì lẽ đó cả tòa thành thị diện tích phi thường lớn lớn đến một cái điểm giám sát đều không thể đem thành thị hoàn toàn bao trùm ít nhất phải tại ba cái điểm giám sát cùng một chỗ vận hành mới có thể giám sát thành thị mỗi một cái góc nhưng là mỗi một cái điểm giám sát đều sẽ tiêu hao thu dung sở một bộ phận năng lượng vì lẽ đó vì tại nam thành phố không lỗ bản ông văn nhất định phải nhiều ở đây làm mấy cái thu nhận viên mới được ông văn mang theo đào thanh thanh cùng tam tể nhi đi tại nam thành phố trên đường phố nơi này mỗi một dãy nhà đều như nói thành thị này lịch sử nội tình liên đới trên đường nam sĩ nữ sĩ cũng nhìn cao nhã một chút không thể không nói dứt bỏ lệnh người gia đầu tê giải quái vật mật độ cùng cái kia ở khắp mọi nơi sương mù mai tòa thành thị này vẫn là tương đối thích hợp du lịch chí ít có thể cảm nhận được tại nơi khác tuyệt đối trải nghiệm không đến phong tình, tỉ như tại toàn bộ liên bang đều thanh danh hiển hách, nam hắc ám xử lý, ông văn mang theo đào thanh thanh, đi bộ đi qua ba đầu ngã tư, vẽn vẹn theo bên cạnh hắn đi ngang qua quái vật liền có bốn cái, mà ông văn cảm giác đi ra quái vật số lượng càng thêm khoa trương, đào thanh thanh cảm thán nói, tòa thành thị này lại còn có thế vận chuyển bình thường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong tòa thành thị này quái vật hẳn là phần lớn rất khắc chế đi. Ông Văn gật gật đầu, tình huống này cùng hắn lấy được tư liệu là nhất trí, nam thành phố rất nhiều quái vật đều đã hoàn toàn dung nhập nhân loại sinh hoạt, dùng ai cũng không làm thương hại phương thức sinh tồn, vì lẽ đó đang hành động trước đó Tuân Thanh từng đã thông báo, đối phó quái vật trước đó phải làm cho tốt phân biệt làm việc, nếu như là ôm lấy thiện ý quái vật, vậy liền làm tốt đăng ký, thượng truyền đến du lịch sang thiết bị đầu cuối bên trong, nếu như là loại kia làm sằng làm bẫy quái vật vậy liền không cần phải do dự trực tiếp giết chết. ngoài ra còn có một điểm phải chú ý, bởi vì lập tức tràn vào liệt ma nhân quá nhiều, vì lẽ đó nơi này hiệp trợ người số lượng là thiếu nghiêm trọng, đang hành động thời điểm phải tận lực giảm ảnh hưởng nhỏ, tránh gây nên khủng hoảng. đi một đoạn đường về sau, ông văn hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được một nhà mười phần thú vị nhà hàng, chỉ vào nhà hàng tên là hắc ám trù phòng, ngoài cửa có một tấm bảng hiệu nói là chủ cửa hàng lão tinh là toàn bộ nam thành phố công nhận hắc ám xử lý một trong tứ thiên vương đến nam thành phố một chuyến không thể nghiệm một chút nơi đó hắc ám xử lý liền quá lãng phí đào thanh thanh kịch liệt lắc đầu nói không cần ta không ăn ta cảm thấy chúng ta vẫn là đổi một cái bình thường địa phương đi ông văn hừ lạnh nói a à, ta không cần ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy hai người một trắng cuối cùng vẫn tiến vào hắc ám trụ phòng bên trong nhà hàng địa phương rất lớn nhưng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người, Ôn Văn bọn hắn vừa tiến đến liền nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi, thế là Ôn Văn không chút khách khí điểm mấy đạo nơi đó Trứ danh Hắc ám xử lý, cái gì pudding đen, hajib, bộ câu phái loại hình đều điểm một phần, nhất lệnh Ôn Văn mong đợi là hưởng dự thế giới Hắc ám xử lý ngưỡng vọng vũ trụ, tại Ôn Văn vẫn là cái đồ biến thái thời điểm, liền đối những vật này mười phần mê muội, cái gì phi cá hộp loại hình đồ vật đã từng mua được hưởng qua vì lẽ đó lần này tới đến tha hương nơi đất khách quê người không vừa lòng một chút mình kinh dị dục vọng thực sự là quá có lỗi với mình bất quá rất nhanh ôn văn liền phát hiện mình thực sự là quá ngây thơ nhà này nhà hàng hắc ám xử lý vậy mà đều là gia cường phiên bản ngay cả ôn văn đều có chút bị không ngừng giống như là nguyên bản ngưỡng vọng vũ trụ tối đa cũng liền là cá mòi đầu thôi mà nơi này ngưỡng vọng vũ trụ không chỉ là cá mòi quả thực là các loại cỡ nhỏ sinh vật đầu lâu món thập cẩm bao quát nhưng không giới hạn trong bộ câu đầu, con ba ba đầu, thỏ đầu cái gì, thậm chí còn có mấy con dê mắt làm tô điểm, mà vật gì khác, cũng đều nhìn liền rõ ràng lấy một cổ tử quỷ dị, ôn văn thậm chí hoài nghi lão bản này không phải người, mà là cái gì dị chủng quái vật mới có thể làm ra loại vật này, nói đến dị chủng quái vật. Cái này trong nhà hàng thực khách giống như đều không đúng lắm a à? ngồi ở trong góc tình lữ, ưu nhã cắt máu không chừng, trên người của bọn hắn tản ra lệnh người buồn nôn hắc ám ma lực, một cái giữ lại râu cá trê nam nhân, đem một viên to lớn kim thương ngư mắt nuốt vào trong bụng, má của hắn đám phía dưới ẩn ẩn có mấy đầu mắt thường rất khó nhìn rõ khe hở, cái kia tựa hồ là mang cá, một cái khác khách hàng trên bàn ăn chỉ có một phần tưới lấy khương nước than đá, nghe nó cắn kẹo kẹt kẹo kẹt vang, khẳng định cũng không phải người, nhìn thật kỹ, toàn bộ trong nhà hàng vậy mà chỉ có ôn văn một nhân loại, a, à, không đúng cái kia làm đồ ăn lão bản cũng hẳn là nhân loại, mặc dù hắn thân cao tới 2 mét, cường tráng giống như là một con trâu, có thế thật sự là hắn là cái nhân loại. Phát hiện này, để ôn văn nhìn xem thức ăn đầy bàn phẩm, không có một chút ăn dục vọng, nơi này có thể là chuyên môn là quái vật mở nhà hàng, những cái kia kinh dị đồ ăn khả năng không chỉ là bộ dáng kỳ quái, phối liệu cũng giống vậy kỳ quái, may mắn mang tam tể nhi tới. Ôn Văn cảm thán nói, chương 675, Tiếp tục đột kích, toàn bộ đồ ăn đều lên đủ về sau. Ông Văn phát hiện chỉ có nổ cá cùng cọng khoai tây mới có thể ngoạm ăn. Đào Thanh Thanh có vẻ như đối cái kia không biết dùng cái gì máu chế tạo điên đen cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó cái khác món ăn, ông Văn cùng Đào Thanh Thanh đều bất động thanh sắc nhét vào dưới mặt bàn. Bởi vì tiệm này thực khách phần lớn không phải nhân loại. Vì lẽ đó cũng không người đến chỉ trích ông Văn vũ nhục món ăn của bọn họ phẩm. Mặc dù ăn đều là ông Văn bọn hắn ghét bỏ món ăn nhưng tam tể nhi kỳ thật khá cao hứng cái này là lần đầu tiên nó ăn đắt đỏ chủ bữa ăn ông văn chỉ có thể tội nghiệp ăn tiện nghi đồ ăn mà lại những cái kia hắc ám xử lý đối với nó con rắn này đến nói không có chút nào hắc ám bất quá ông văn hiện tại không tâm tình quan tâm cơm nước hắn thu thập hết rồi cuối cùng một cây cọng khoai tây về sau đối đào thanh thanh nhỏ giọng hỏi đối với nhà này nhà hàng ngươi thấy thế nào đào thanh thanh biết đây là ông văn tại khảo giáo thế là liền ho nhẹ một tiếng nói Đầu tiên, bữa ăn này quán lão bản là nhân loại, sở hữu thực khách đều là quái vật, có thể sở hữu món ăn bên trong đều không có nhân loại, thành phần, vì lẽ đó bữa ăn này quán chưa chắc là ngày mục tiêu. Điểm thứ hai chính là, tại ngoài cửa sổ có quỷ hút máu tại theo dõi, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người ta tần suất rất cao, hẳn là hướng về phía ta tới, ôm văn gật gật đầu, trong khi chờ đợi thức ăn, liền có ba con quỷ hút máu lục tục xuất hiện tại phụ cận mà lại còn đang tiến hành điện thoại liên lạc, hẳn là tại liên hệ cái khác quỷ hút máu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mục tiêu của bọn hắn hẳn là Đào Thanh Thanh, đối với Đào Thanh Thanh sẽ trở thành quỷ hút máu mục tiêu, Ông Văn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao Phong Tiến sĩ từng nói qua, Đào Thanh Thanh đối với quỷ hút máu đến nói hẳn là 10 phần tồn tại đặc thù, nếu như bị huyết tộc cao tầng biết, bọn hắn nhất định sẽ đối Đào Thanh Thanh khai thác hành động, mà nam loại này trung niên không gặp được bắn thẳng đến ánh nắng địa phương Mười phần thích hợp huyết tộc sinh tồn vì lẽ đó nơi này sẽ xuất hiện số nhiều cái quỷ hút máu là không thể bình thường hơn được. Có thế chỉ là tại trên đường cái tản bộ một đám liền bị để mắt tới. Nơi này quỷ hút máu hiệu suất cũng thực sự là quá cao đi. Chúng ta không ngại đợi thêm một chút, chỉ có ba cái con tôm nhỏ, ta hoàn toàn đề không nổi nhiệt tình. Bọn người nhiều một ít cùng một chỗ thu thập hết đi, đến bao nhiêu ta liền giải quyết bao nhiêu. Phía ngoài quỷ hút máu lần lượt tăng nhiều chậm rãi cũng tới hai cái tai nạn hạ tự huyết tộc, nếu như không cân nhắc ôn văn tồn ở đây, dạng này số lượng huyết tộc dùng tới đối phó đào thanh thanh đã đầy đủ, hai cái hạ tự, lại thêm tiếp cận 20 cái tai hại cấp tai họa cấp huyết tộc, cái này tại hoa phủ đại khu phổ thông thành thị bên trong, đã là một cổ rất sức mạnh đáng sợ, nhưng tại cái này mê vụ chi thành bên trong, những này huyết tộc không chút nào dễ thấy, tựa như là phổ thông hắc ban đồng dạng. Làm phía ngoài huyết tộc tụ tập hoàn tất về sau, phụ cận đã không có người đi đường, cho dù ai nhìn thấy hai mươi mấy cái xã hội đen đồng dạng gia hỏa, đứng tại một nhà cửa hàng cổng biểu hiện ra một bộ dương cung bạc kiếm dáng vẻ, đều sẽ vô ý thức tránh đi. Đào Thanh Thanh đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, mặc dù nàng còn chưa tới trung tự cảnh giới thực lực, nhưng thật đúng là không sợ bên ngoài những cái kia đám ô hợp. Hắc ám trù phòng lão bản lão tinh xoa xoa tay, đi tới nói, nữ sĩ, ngài không cần lo lắng bên ngoài những tên lưu manh kia, ngày bữa ăn điểm còn không có ăn xong, có thể chờ sau khi ăn xong lại rời đi. Sau khi nói xong hắn đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài nói, huyết tộc bằng hữu, không biết các ngươi như thế giống trống khua chiên tới đây, cái này muốn làm gì đâu. Đứng tại phía trước nhất một cái huyết tộc lão giả, chỉ vào trong nhà hàng đào thanh thanh nói, nữ nhân kia ta muốn dẫn đi, nàng là chúng ta huyết tộc người. Lão tinh xoa xoa tay nói, nàng hiện tại là hắc ám trù phòng khách nhân, ta phải bảo đảm nàng dùng cơm thể nghiệm. Đợi đến nàng rời đi nơi này sau các ngươi muốn như thế nào ta không quản, nhưng bây giờ còn xin các ngươi đi trước một bên chờ đợi, không muốn như vậy đứng tại cửa ra vào ảnh hưởng ta làm ăn. Ha. Ha, mấy cái trẻ tuổi huyết tộc lộ ra ngay răng nanh, bọn hắn cho rằng lão Tinh là đối bọn hắn mạo phạm, huyết tộc lão giả ngăn lại mấy người trẻ tuổi kia, hướng phía trước bước ra một bước mang theo uy hiếp nói, Tinh tiên sinh, các ngươi hắc ám trụ phòng một mực tự khoe là trung lập thế lực không tham dự phụ cận bất kỳ thế lực nào phân tranh vì lẽ đó ta hy vọng ngươi không cần làm ra quyết định sai lầm lão tinh không kiêu ngạo không tự ti nói ta biết a à, vì lẽ đó mời các ngươi chờ một lát vì tiểu thư này dùng cơm xong về sau liền không có quan hệ gì với chúng ta tins ngươi là tại trà đạp chúng ta huyết tộc tôn nghiêm sao huyết tộc lão giả quát lớn nói tins thở dài một tiếng nói chỉ là nhiều nhất chờ một giờ sự tình các ngươi vì sao liền không nguyện ý chờ một chút đâu Viết tộc tôn nghiêm là tôn nghiêm, ta hắc ám trù phòng quy cũ cũng không phải là quy cũ sao, tin, ngươi. Viết tộc lão giả còn muốn nói gì, nhưng nói đến một nửa liền bị Tins đánh gãy, lão Tins lạch cạch một chút, liền đem trên bờ vai khăn mặt văng ra ngoài, đối cái kia hai mươi mấy hào quỷ hút máu gào thét nói, ngươi cái gì ngươi, các ngươi lại làm lấy ta làm ăn, ta gọi một xe bánh mì người đến đánh chết các ngươi, bánh mì người, ông văn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc hắn tin tưởng cái này là lão tin tiên sinh không phải nói sai, như vậy hắn nói tới bánh mì người rốt cuộc là thứ gì đâu, vừa nghe đến bánh mì người, huyết tộc lão giả biến sắc, nam thành phố quái vật số lượng thực sự quá nhiều, đến mức hình thành giống như là hát ban đồng dạng từng cái cỡ nhỏ câu lạc bộ, huyết tộc người sói phù thủy cấp sinh vật, đều tại nam thành phố chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Mà hắc ám trù phòng sở dĩ có thế tại nhiều như vậy thế lực bên trong bảo trì trung lập địa vị, hoàn toàn là bởi vì lão tins nói tới bánh mì người nữ nhân kia cũng là huyết tộc là người của chúng ta cùng các ngươi hát ám trù phòng không có quan hệ iliac công tước lại có một giờ liền sẽ đi vào nam thành phố chúng ta nhất định phải tại trước khi hắn tới bắt đến nữ nhân này ông văn sửng sốt một chút iliac công tước là dùng chân tự cảnh giới quỷ hút máu sắp tới đây sao huyết tộc tước vị cùng thực lực móc nối công tước chỗ đối ứng liền là chân tự cảnh giới quỷ hút máu Giống như là tai nạn hạ tự đến thượng tự, thì phân biệt đối ứng tử tước đến hầu tước ba cái tước vị, mà tai hại cấp huyết tộc thì được xưng là quý tộc, thực lực mạnh mẽ một chút liền là nam tước, thực lực yếu một ít liền là huân tước, có thể để cho một cái chân tự cảnh giới huyết tộc, nhanh chóng như vậy đuổi tới nam thành phố, rất hiển nhiên những này huyết tộc đối đào thanh thanh tương đương coi trọng, thế nhưng là bọn hắn là làm sao biết đào thanh thanh chỗ đặc thù đâu, nếu như chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn liếc mắt bọn hắn nhiều nhất cảm thấy đào thanh thanh không giống bình thường thôi, ôn văn cũng không cảm giác liền bên ngoài những cái kia mặt hàng, có thế liếc mắt nhìn ra đào thanh thanh chân chính chỗ đặc thù tới, trừ phi. Trừ phi bọn hắn có mặt khác nguồn tin tức, lúc trước phong nhiêu cùng Acer qua các kết hợp với nhau thời điểm, ôn văn cũng không có làm được toàn bộ hành trình nghe lén. Vì lẽ đó Phong Nhiêu đem tin tức tiết lộ cho huyết tộc là 10 phần khả năng, vốn định ra tấn hắn một tháng liền có thể, hiện tại vẫn là thêm một tháng đi, không, ta muốn không có chuyện giày vò lấy chơi. Chương 676, bánh mì người, ở bên ngoài hai phe đội ngũ dằn co thời điểm, ôn văn không nhanh không chậm đi tới một cái gần cửa sổ bên cạnh trước bàn ngồi xuống, nơi này ngồi một cái thoa nồng hậu dày đặc nhãn ảnh tóc vàng nữ sĩ, lúc này nàng chính có chút hăng hái nhìn xem bên ngoài song phương dằn co, làn da của nàng ẩn ẩn lộ ra một tia màu xanh, một đầu kim sắc mái tóc cũng là giả, nhìn hẳn là cùng rắn có liên quan quái vật, cùng Tam Tể Nhi xem như đồng tông. Ta đối với tinh tiên sinh có thể đứng ra 10 phần cảm tạ, nhưng chúng ta cùng hắn không có một chút giao tình. Hắn vì cái gì nguyện ý vì chúng ta đứng ra đâu. Xà nữ lông mày gãy nhẹ một chút, sau đó có chút xoay người sang chỗ khác, không chuẩn bị trả lời ôn văn vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng ôn văn chỉ là một người bình thường thôi. Ôn văn cười hắc hắc nói, con người của ta tương đối nhiều nghi, nếu như không hiểu rõ rõ ràng có thế có thể làm ra một chút không lý trí sự tình vì lẽ đó ngài vẫn là trả lời vấn đề của ta đi dạng này đối tất cả mọi người tốt xà nữ trêu chọc một chút tóc đối ôn văn lắc đầu nói ta chỉ là một cái bình thường thực khách chỉ là ngẫu nhiên mới đến đây bên trong dùng cơm không hiểu rõ tin tiên sinh nhà hàng trên lầu liền là tin tiên sinh nhà đi ở nơi đó ta phát hiện một cái bàn trang điểm phía trên còn bày biện ngươi cùng hắn chụp ảnh chung trong phòng ngủ còn có ngài hai vị chiến đấu qua vết tích ân rất mới mẻ mặt khác sủng vật của ta nói cho ta chỗ này đều là cái khác loài rắn mùi, cuối cùng tin tiên sinh trên cổ có một cái ẩn nấp dấu hôn, cái kia hẳn là là ngài lưu lại, bởi vậy có thể suy đoán ngài coi như không phải tiệm này nữ chủ nhân, cũng cùng tin tiên sinh có rất sâu nhân duyên, xà nữ trợn tròn trong mắt, sắc mặt đột biến, thuộc về tai nạn cấp quái vật áp lực đánh úp về phía ôn văn, ngươi là làm sao biết trên lầu phòng ngủ tình huống. Ông Văn chỉ chỉ mình hiện ra ngân sắc quan mang con mắt nói, ha ha, chớ khẩn trương, con mắt của ta hoặc nhiều hoặc ít cùng những người khác không giống, ta còn có thể trông thấy ngài đặt ở tùy thân túi sách bên trong căn cứ chính xác kiện, ngài gọi Jenny đúng không? Chỉ cần tại ôn văn cảm giác phạm vi bên trong, hắn liền có thể thông qua bất luận cái gì tấm gương đến quan sát đồ vật mà không làm cho người chú ý. Vô luận là trên lầu vẫn là Jenny túi sách đều là thông qua kính mắt thấy đến. Xà nữ phản ứng đầu tiên là che ngực, nàng hoài nghi ôn văn có mắt nhìn xuyên tường sau đó liền ngậm một miệng lớn nước bọt chuẩn bị đối ôn văn phun đi qua làm tai nạn cấp sinh vật nọc độc của nàng cần phải cường hãn hơn tam tể nhi hơn nhiều ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút ta chỉ muốn hỏi một vài vấn đề nếu như ngươi nhất định phải phá hư cái này hữu hảo không khí tại miệng ngươi nước phun ra ngoài đồng thời ngươi liền sẽ chết tại ôn văn thôi động xuống huyết hà kiếm đặc dị lực lượng phát tán ra jenny trong đầu nháy mắt hiện lên một tia huyễn tượng Nàng đối Ôn Văn phun ra nước bọt, có thế nháy mắt sau đó một thanh đen trường kiếm màu đỏ liền đâm xuyên đầu của nàng, huyễn tượng biến mất về sau, nàng hoảng sợ nhìn xem Ôn Văn, thực lực của người này chỉ sợ có thể so với nam thành phố mạnh nhất mấy con quái vật, hắn căn bản cũng không cần lão Tinh bảo hộ, Jenny đem nước bọt nuốt đi vào, sau đó nói với Ôn Văn, hắc ám trụ phòng phụ cận 23 con phố khu, đều là lão Tinh phạm vi thế lực, hắn không tham dự nam thành phố thế lực khác phân tranh nhưng ở địa bàn của hắn nhất định phải tuân thủ quy củ của hắn. Những này huyết tộc công nhiên đến hắc ám trù phòng bắt người, liền là hỏng lão tinh quy củ, vì lẽ đó hắn mới ra ngoài cùng huyết tộc giằng co, cũng không chỉ là vì các ngươi. Ông Văn tò mò, chỗ như vậy thế lực, hắn tại hoa phủ đại khu cơ bản chưa bao giờ từng thấy, dám cùng thợ săn hiệp hội kiêu chiến cơ bản ngày thứ hai liền sẽ bị diệt trừ, thì ra là thế. Như vậy địa bàn của hắn có cái gì quy củ? không cho phép quái vật quấy rối nhân loại, cũng không cho phép thợ săn hiệp hội không có lý do bắt quái vật, có đặc thù ăn đam mê quái vật có thể tới hắn nơi này dùng cơm, nhiều như vậy không cho phép. Cái này lão tin rất mạnh sao, xà nữ Jenny lắc đầu nói, ta không rõ ràng thực lực của hắn, nhưng là phụ cận 23 ngã tư tuyệt đại đa số quái vật, đều nguyện ý tại xảy ra chuyện thời điểm đứng tại hắn một bên, mà lại hắn còn có một chi bánh mì người quân đội, ông Văn Nghĩa Mai nói, Nói cách khác nơi này hoàn toàn là lão tin người vương quốc đi, nam thành phố những người đồng hành thật đúng là đủ phế vật. Bất quá cái này hai ngày sau đó tòa thành thị này thế cục liền sẽ triệt để sửa. Mặc dù có chút kinh bỉ, nhưng ôn văn đối nam thành phố xuất hiện dạng này cách cục cũng tỏ ra là đã hiểu. Liền nam thành phố loại hoàn cảnh này, thợ săn hiệp hội sẽ không để lấy cái khác ác liệt hơn địa phương không quản. Trước đi đối phó trị an tốt nhất hắc ám trù phòng, mà lại dứt bỏ ôn văn tự thân thân phận của liệt ma nhân. Lão Tinh cơ hồ là một cái hoàng mỹ thu nhận viên nhân tuyển, hắn tại Nam thành phố có đầy đủ lớn thế lực, nhìn cũng đối với nhân loại đủ tốt, đợi đến cái này sự tình qua đi về sau, có thể nếm thử đi cùng hắn câu thông một chút. Tại ôn văn cùng Jenny trò chuyện thời điểm, mấy xe mini bút mở đến cái này ngã tư, đem nơi này vây quanh để ngoại nhân không nhìn thấy bên trong, sau đó liền theo trong xe tải, đi xuống từng cái tiêu màu nâu bóng rổ lớn nhỏ mì vắt những này mì vắt chậm rãi bành trướng thành tiếp cận một người cao cầm vũ khí bánh mì phiến. Đây chính là lão tin kêu đi ra bánh mì người, từ xa nhìn lại tựa như là mặt bánh mì con rối dùng nhân loại đồng dạng. Nhưng ôn văn rất rõ ràng bọn hắn thật là bánh mì. Mấy xe mini bút bên trong đã đi ra trên trăm cái bánh mì người, nhưng cùng ấn treo đại khu một so sánh, vẫn là kém tương đối lớn hỏa hầu. Những này bánh mì thực lực cũng không mạnh, đại khái tại tai hại cấp cùng tai họa cấp ở giữa nhưng thắng ở số lượng nhiều nếu là thật đánh nhau những cái kia huyết tộc chưa hẳn có thế lấy lòng mà lại nam thành phố quái vật đều biết lão tin không chỉ có cái này mấy xe mini bus mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng ông văn đứng dậy chào hỏi đào thanh thanh cùng tam tể nhi đi ra vỗ vỗ lão tin bả vai nói chúng ta đã dùng cơm xong cũng liền không cho ngươi thêm phiền toái ta tin tưởng chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ sau khi nói xong ông văn liền chạy phụ cận một chỗ trống trải sân bóng đi đến những cái kia huyết tộc thở dài một hơi cũng đi theo ôn văn phía sau bọn hắn, chuẩn bị chờ tới khi người ít địa phương liền động thủ. Jenny thoáng có chút rung chân đi đến lão Tins bên người, dựa vào hắn mới miễn cưỡng dừng lại, hai người kia căn bản cũng không cần ngươi bảo hộ, đó chính là một đầu quái vật. Lão Tins kiểm tra sợi râu nói, bọn hắn vừa vào cửa ta liền biết bọn hắn không đơn giản, nhưng hắc ám trù phòng quy củ liền là quy củ, không có những quy củ này, hắc ám trù phòng đã sớm không có ở đây. Jenny vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, mang theo mê luyến nhìn xem lão tins cũng là bởi vì dạng này nàng mới thích lão già này a à. lão tins trở lại phòng bếp về sau cái kia cổ phóng khoáng thần sắc liền biến mất ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng hy vọng lần này lấy lòng có thể bảo trụ hắc ám trù phòng đi những quỷ hút máu đó chỉ sợ còn không biết tai nạn đã giáng lâm hắn không biết hoa phủ đại khu nhiều người bằng hữu nhiều con đường câu này ngạn ngữ nhưng hắn một mực là làm như vậy nam thành phố thậm chí cả kim ưng đại khu không ít cường giả đều là bằng hữu của hắn vì lẽ đó sớm tại ôn văn bọn hắn đến trước khi đến hắn liền đã đường dây khác biết mấy ngày gần đây nhất nam thành phố sẽ đến vượt qua trăm vị thượng tự liệt ma nhân cùng chí ít mười vị chân tự liệt ma nhân đây đối với nam thành phố quái vật sinh thái đem tạo thành hủy diệt tính đã kích nếu là đổi lại thường ngày hắn mặc dù cũng không biết làm việc không quản nhưng tuyệt đối sẽ không vì một cái người xa lạ kém chút cùng huyết tộc toàn diện khai chiến. Dù sao tại Nam thành phố rất nhiều thế lực bên trong, hắc ám trù phòng xem như nhỏ yếu, mà huyết tộc tại thế lực của nơi này có thể xếp tới trước ba. Chương 677, Long Tác cùng A Sơ, huyết tộc lão giả cùng sau lưng ôn văn nói, các ngươi có thể tự mình đi ra ngoài là sáng suốt, Iliad công tước tự mình ra lệnh, nho nhỏ hắc ám trù phòng là không gánh nổi các ngươi, hiện tại theo chúng ta đi đi, chờ lấy thấy Iliad công tước, Ông Văn tiếp tục hướng cái kia sân bóng phương hướng đi đến, hoàn toàn không để ý tới cái kia huyết tộc ý của lão giả. Huyết tộc lão giả nhướng mày, đối bên cạnh một cái tai hại cấp tiểu hấp huyết quỷ sử một cái nhan sắc, cái kia quỷ hút máu lộ ra một tia nhe răng cười, bọn hắn muốn bắt chỉ có đào thanh thanh, người bình thường này loại đã không nghe lời, vậy liền đi chết tốt, hắn đột nhiên bổ nhào vào ông Văn trên thân, sau đó liền run rẩy ngã trên mặt đất, trên thân còn cuốn nhỏ xíu dòng điện, hiển nhưng đã mất đi ý thức. Ông Văn không quay đầu lại tiếp tục hướng bên kia đi đến, nơi ta cần đến không xa, liền là bên cạnh một cái sân bóng đá, đến nơi đó về sau ta sẽ cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Nguyên lai ngươi là một cái vô sư, ngươi cho rằng cái này liền có thể để ngươi tự vệ sao? Khuyết tộc lão giả lộ ra răng nanh, bén nhọn móng tay cũng mọc ra, lúc trước hắn còn tưởng rằng ôn văn chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới là cái nắm giữ lấy bí pháp vô sư, bất quá ôn văn thân thể nhìn còn rất bình thường, hẳn không có nắm giữ quá nhiều cấm kỵ tri thức cùng loại lôi điện chi thư lấy giúp ta văn tự khiêu động siêu sức mạnh tự nhiên phương pháp tại hoa phủ đại khu tính được là hiếm lạ chỉ có bí ẩn tổ chức chân lý học hội người sẽ sử dụng nhưng tại kim ưng đại khu không ít vu sư đều nắm giữ lấy cùng loại thủ đoạn những người này được xưng vô sư nam thành phố mạnh nhất ba cổ thế lực ngầm một trong liền có một đám là vô sư vô sư là cái gì ông văn vẫn chưa nói xong cái kia huyết tộc lão giả liền một móng vuốt cào đi qua, ôm văn nhẹ nhõm bắt lấy tay của nó bất đắc dĩ nói, các ngươi cứ như vậy gấp muốn chết sao, không phải muốn như vậy mới có thể ngoan ngoãn theo ta đi à. Trung quanh huyết tộc đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình đột nhiên nhiều một đám mặt đen áo choàng màu đỏ thân ảnh, những bóng người này giống như là bọn hắn chen chúc ôm văn đào thanh thanh đồng dạng, đem bọn hắn cũng chen chúc, những người áo đen kia thực lực khác nhau, số lượng cũng so với bọn hắn hơn rất nhiều bọn hắn chỉ có thể tại những người áo đen này lôi cuốn xuống, đi tới cái kia một chỗ không người sân bóng, ông Văn xoay người, đối những cái kia huyết tộc lộ ra một cái làm bọn hắn phát lạnh dáng tươi cười, rất tốt, ở đây động thủ liền sẽ không lộ ra như vậy chói mắt động thủ đi. Một lát sau từng cái bị đánh thành đầu heo huyết tộc nằm trên mặt đất, ông Văn ngồi sổn ở trước người bọn họ cười hỏi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, thứ nhất, các ngươi cứ điểm ở nơi đó, thứ hai, đem vị kia Iliad công tước mục đích thuật lại cho ta nghe, thứ ba, chấm chấm chấm. Sau 15 phút, thẩm vấn hoàn tất ôn văn rời đi chỗ này sân bóng, đem những cái kia trong huyết tộc mấy cái thực lực mạnh mẽ tất cả đều nhốt vào thu dung sở, thực lực yếu lại đầu óc không tốt liền thuận tay giết chết, thu dung sở không gian mặc dù đầy đủ, nhưng ôn văn cũng không muốn nuôi một đám đồng dạng giống loài. Dù sao quỷ hút máu loại sinh vật này còn muốn cho bọn hắn cung cấp huyết tương. Sau đó ông Văn đánh một thông điện thoại, đem hắn lấy được tin tức tất cả đều nói cho tuân thanh hắn muốn làm một cái chuyện lớn đó chính là giải quyết hết cái kia đột kích huyết tộc công tước hiện tại nam thành phố thợ săn hiệp hội thế lực chưa từng có cường đại mỗi cái đại khu đều có một vị chân tự cường giả ở đây chỉ cần ôn văn nắm giữ cái kia huyết tộc công tước tiến vào nơi này chuẩn xác tin tức như vậy nó liền tuyệt đối không cách nào từ nơi này còn sống ra ngoài dù sao huyết tộc công tước không phải dịp tiên sinh làm không được một người đánh 10 người một cái công tước tổn thất hẳn là đủ để cho huyết tộc bỏ đi đối đào thanh thanh đối rình mò. Bất quá muốn đối Iliad động thủ, liền phải hiểu rõ hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện, vì lẽ đó ôn văn cần muốn đi trước nam thành phố huyết tộc tổng bộ tiến hành một chút xác nhận, không có gì bất ngờ xảy ra Iliad tại nam thành phố trạm thứ nhất hẳn là nơi này. Bọn hắn tổng bộ là tại một chỗ dưới mặt đất phòng ca múa bên trong, trước khi đến nơi đó trên đường, ôn văn liền phát hiện tòa thành thị này đã loạn đi lên, trên trăm vị siêu năng giả phân tán tại cả tòa trong thành thị mỗi một vị thực lực đều đủ để cải biến thành thị này quái vật thế cục chớ nói chi là trọn vẹn một trăm cái một đường phi nhanh ông văn cùng đào thanh thanh rất nhanh liền cảm nhận được cái kia dưới mặt đất phòng ca múa bên ngoài sau đó ông văn liền phát hiện nơi này quần chúng đang nhanh chóng thoát đi cảm thụ được bên trong chiến đấu khí tức ông văn bất đắc dĩ sờ soạn một chút cái tráng xem ra là bị người khác nhanh chân đến trước a cái này to lớn dưới mặt đất phòng khiêu vũ bên trong, chí ít có ba cái thượng tự cấp bậc cường giả, cùng nhận gần trăm con các cấp cấp quỷ hút máu, năng lượng to lớn ba động để phụ cận mặt đất đều đang rung động, nói là quần ma loạn vũ cũng không đủ, ông văn níu lại một cái đi ngang qua, mặt khoen mũi thiếu nữ, mạnh mẽ lấy xuống cổ đối phương lên khăn lụa, phát hiện nơi đó có mấy chỗ miệng vết thương, nhìn tới đây huyết tộc đem cái này to lớn dưới mặt đất phòng khiêu vũ xem như phòng ăn đồng thời bọn hắn còn hiểu được có thế cầm tục phát triển, một lần chỉ hút không nguy cấp sinh mệnh lượng máu, giống như là tiểu cô nương này không sai biệt lắm bị hút vượt quá 10 lần, cho cái kia chưa tỉnh hồn tiểu cô nương một lần nữa buộc lên khăn lộ về sau, ôn văn liền bước vào dưới mặt đất phòng khiêu vũ phạm vi bên trong, lúc này nơi này đâu đâu cũng có đen xì con dơi, ôn văn ghét bỏ mang lên khẩu trang, làm con dơi số lượng quá nhiều về sau, trong không khí liền có một loại khó ngửi hương vị, đào thanh thanh khẽ quát một tiếng, những này con dơi liền nhau nhau chạy tứ tán, cho ôn văn tránh ra một con đường, trên vách tường dùng thải sắc xì sơn, vẽ lấy các loại ý nghĩa không rõ đồ án, có ít người coi này là làm nghệ thuật, nhưng ôn văn lại cảm thấy những vật kia thực sự khó coi, xâm nhập một đoạn đường về sau, ôn văn đã nhìn thấy song phương giao chiến, một phương không ngoài dự liệu là hai cái thượng tự liệp ma nhân, bên trong một cái liền là mặt màu đen chế phục mặt lạnh khốc ca long tác, dưới thân thể của hắn có hơn 10 cổ quỷ hút máu thi thể nhưng bản thân hắn thậm chí quần áo đều không có loạn. Mỗi khi có quỷ hút máu cận thân thời điểm, hắn trên quần áo theo lên kim long liền như thiểm điện động, hóa thành một đầu kim sắc xiền xích, đem cái kia huyết tộc trực tiếp cuốn lấy. Trên xiền xích mang theo lực lượng khổng lồ, chỉ cần một kích liền có thể giết chết một đầu cấp thấp huyết tộc. Một cái khác liệt ma nhân thì là một cái cưỡi một cái cảnh dụng một nam tử, hắn mặc trên người màu vàng đất nửa tay áo đồng phục cảnh sát, đeo kính đen nhìn cực kỳ phong cách. Ông văn theo cái kia rất có đặc điểm chế phục liền có thể liếc mắt nhìn ra, hắn là đến từ ấn treo đại khu liệp ma nhân, tại 10 cái đại khu bên trong chỉ có ấn treo đại khu liệp ma nhân là mặt cảnh phục, vì đem bọn hắn cùng bình thường nhân viên cảnh sát phân chia ra, bình thường đem bọn hắn gọi A Sơ, cái kia A Sơ phong cách chiến đấu cùng long tác hoàn toàn khác biệt, hắn mỗi một bước đều giống như tự mang phong áp, để hắn góc áo cùng tóc vừa đúng gợi lên, tại chung quanh hắn huyết tục tựa như là tại động tác chậm, bị hắn giống như là đập bóng da đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại, rơi xuống đất về sau còn giống như là bóng da đồng dạng búng ra mấy lần. Chương 678, góc tường quái vật, liệt ma nhân thượng tự có hai người, huyết tộc bên kia thượng tự quái vật thì chỉ có một cái mũi ưng lão giả tóc bạc, nếu không phải phía sau hắn bay lên vô số con dơi, ôn văn thậm chí hoài nghi hắn là diều hâu quái, còn lại đều là một chút các cấp cấp huyết tộc, hai trong đó tự bốn cái hạ tự, dựa vào những này mới có thể miễn cưỡng ngăn trở hai vị liệt ma nhân tiến công, nhưng đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, có thế được phái tới tham gia giao lưu hội liệt ma nhân, đều là các trên khu vực tự liệt ma nhân người nổi bật, thực lực không phải bình thường huyết tộc có thể so sánh, nhìn thấy ôn văn đến về sau, long tác rất rõ ràng nhíu mày một cái, mặc dù hắn sẽ không đi gây sự với ôn văn, nhưng hắn thật đối ôn văn thấy thế nào làm sao không vừa mắt, ngược lại là vị kia A Sơ đối ôn văn biểu thị hoan nghênh, có thể dễ dàng một chút giải quyết những quái vật này cũng tốt, không phải vạn nhất làm bị thương khuôn mặt anh Tuấn của hắn, giao lưu hội lên phiền toái, ông Văn lui lại một bước, lấy ra vật nói ga liên 10 phần xấu hổ nói, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, các ngươi tiếp tục đi, A sơ phóng khoáng cười một tiếng, mở ra một liền đụng vào quỷ hút máu nhóm, ấn treo đại khu mô tựa như bật hắc đồng dạng, hoành bên trong đánh thẳng không ai có thể ngăn cản, ông Văn tận mắt nhìn đến một cái quỷ hút máu, dùng đủ để trảo xuyên áo chống đạn móng vuốt, muốn cào nát một lốp xe, kết quả mình móng vuốt bị đứt đoạn, sau đó liền bị một xe vòng đập tới trên vách tường, xô ra một cái hình người vết tích, long tác lạnh hừ một tiếng, mấy đạo kim sắc xiền xích theo chung quanh hắn mặt đất dọc theo đi, bắt đầu không ngừng công kích tới phụ cận huyết tộc, hắn trên xiền xích có màu vàng kim nhạc long văn, muốn so thu dung sở xiền xích tinh xảo rất nhiều. Nhưng thuần theo uy lực lên nhìn cũng so thu dung sở xiền xích mạnh hơn một chút, dù sao ôn văn hiện tại nếu là chỉ sử dụng thu dung sở xiền xích, có thế tuyệt đối không cách nào đạt tới thượng tự cảnh giới sức chiến đấu. Ôn Văn mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng hết sức rõ ràng ảnh hưởng tới chiến cuộc. Mỗi khi một cái huyết tộc muốn đem muốn tiến hành công kích thời điểm, liền sẽ phát hiện ga liên họng súng đã nhắm ngay mình, làm đến bọn hắn không thể không kịp thời bắt đầu tránh né. Bọn hắn cũng không dám cược ôn Văn đến cùng có thể hay không nổ súng. Kỳ thật ôn Văn dơ ga liên cũng chính là chơi đùa mà thôi. Bởi vì Phật nói Ga Liên đã theo không kịp ôn văn thực lực, lại thêm kinh khủng hao tổn đạn đo, ôn văn lần trước dùng xong sau liền lại không có mua đạn. Hiện tại ôn văn đến là có chút minh bạch, vì cái gì lúc trước đặc biệt hành động tổ muốn đem thứ này làm cho phần thưởng của mình. Một khi thực lực vượt qua trình độ nhất định, thứ này liền hoàn toàn là gân gà, nếu là thu dung sở có thể tự sản đạn còn có thể tiếp nhận, hoàn toàn dùng mua liền ôn văn đều có chút đau lòng, đơn giản đe dọa một hồi về sau. Ông văn liền hướng một trong đó tự thực lực huyết tộc đi tới cái kia huyết tộc trước đó bị long tác một xiềng xích quất vào trên trán một đầu phiêu giật mái tóc biến thành địa trung hải hiện tại chính ở phía sau chữa thương nhìn thấy ôn văn tới về sau hắn lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng còn lại huyết tộc đều bị long tác hai người cuốn lấy căn bản bất lực đến chi viện hắn thế là hắn cắn răng một cái thân thể liền hóa thành con dơi chuẩn bị trước đào tẩu lại nói có thế lập tức hắn liền phát hiện chung quanh hắn đã bị đen nhánh năng lượng bao trùm, những cái kia con dơi nhỏ vô luận hướng bên nào bay đều không cột được ôm văn trong lòng bàn tay. Ôm văn mỉm cười nói, đừng sợ, ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, hỏi xong ta có thể tha cho ngươi một mạng, xin hỏi Iliad lúc nào sẽ lại tới đây đâu, không? Không biết. Sau này trước mắt ôm văn, Iliad càng làm cho máu này tộc sợ hãi, sách, hảo hài tử thế nhưng là không thể nói láo nha ông văn vừa vừa mới chuẩn bị đối gia hỏa này dùng hình ngực thu nhận viên mặt dây chuyền liền thoáng có chút phát nhiệt đồng thời có càng ngày càng nóng xu thế ý vị này có một cái ôn văn không cách nào chống cự cường địch đến đây hẳn là Iliad công tước vẫn đứng sau lưng ôn văn đào thanh thanh bỗng nhiên che bả vai nửa quỳ xuống tới nàng có thể cảm giác được có cao vị huyết tộc đang theo cái phương hướng này tới mà lại mục tiêu chính là nàng khắc ấn tại huyết mạch bên trong giai cấp để nàng đối cái kia tức sắp đến nhân vật tràn đầy sợ hãi. Long tác cùng A Sơ cũng đồng thời ngừng công kích, cảnh giác nhìn xem phương đông, một cổ tràn ngập mùi máu tươi khí tức chính từ xa mà đến gần, không che giấu chút nào hướng bên này tới. Mũi ưng lão huyết tộc lộ ra bừa bãi dáng tươi cười, Stuart công tước vừa đến, cái này ba cái dám can đảm trước đến tập kích nhân loại nhất định phải chết. Chấm chấm chấm, thành thị một chỗ khác, một cái khoác trên người màu trắng da gấu hán tử cao lớn, mang theo một bình 72 độ trà, đi tại nam thành phố bằng hộ khu, ngươi không nhìn lầm, đó chính là 72 độ trà. Chí ít tại gấu trắng đại khu, kia là trà, hán tử kia tên là Poi ép là đến từ gấu trắng đại khu thượng tự siêu năng giả, tại trở thành siêu năng giả trước đó liền bởi vì thích cùng gấu vật lộn mà nổi danh, trở thành siêu năng giả về sau càng là có được cùng cấp bậc siêu năng giả khó mà với tới cường đại lực lượng cơ thể. Poi ép từ trong lòng thích chiến đấu, khi còn bé cùng trong nhà chó đánh nhau, thanh niên thời kỳ liền đi cùng sói vật lộn, căn bản chính là cái nhàn không xuống tính cách, vì lẽ đó vừa đến nam thành phố liền đi tới nơi đó nhất bần địa phương nghèo, càng là nghèo khó chỗ, thì càng dễ dàng ấp ủ tội ác, nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại bằng hộ khu trung tâm có một cái cự đại đấu thú trường, cùng đường mặt lộ người có thể cùng đấu thú trường ký hiệp ước, thắng liền có thể cầm tới đủ để cải biến vận mệnh tiền tài, thua thua liền lại biến thành giả thú trong miệng ăn. Không sai, cái này đấu thú trường, liền là để người tay không tất sắc cùng giả thú chiến đấu, coi ép thích cùng giả thú vật lộn, nhưng không thích để người như là thằng hề đồng dạng quan sát, vì lẽ đó hắn quyết định đi phá hủy cái này đấu thú trường, để đấu thú trường chủ nhân cũng thử một chút cùng giả thú chiến đấu cảm giác sản khoái cảm giác, ngài tốt. Xin hỏi ngài là liệt ma nhân à, đang chuẩn bị tiến hành báo danh, Poi ép đã nhìn thấy một người mặc màu trà áo khoác lôi thôi nam nhân, thật chặt che lấy quần áo hỏi. Coi ép gật gật đầu, hắn không có tại nam nhân này trên thân, cảm nhận được một tơ một hào siêu năng khí tức, vì lẽ đó cũng không có quá mức cảnh giác. Nam nhân cười đến rất làm càng, ngươi tốt, ta là Stin. Mắt cao, nói trước một tiếng thật xin lỗi, ngươi chỗ nào có lỗi với ta rồi. Coi ép lui lại một bước hỏi, Stin xốc lên y phục của mình, khó mà hình dung khí tức từ trên người hắn phát ra ta không phải một sát thủ nhưng là có người mời ta giết ngươi vì lẽ đó xin lỗi rồi tới ngươi đi poi ép quyết định thật nhanh một quyền đánh về phía stin nhưng stin không loạn chút nào dùng nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ tránh ra poi ép nắm đấm nhanh chóng biến mất ở trước mặt của hắn hắn làm sao nhanh như vậy không đúng là ta trở nên chậm poi ép bên người thời gian phản phất bị dừng lại hắn suy nghĩ tốc độ thậm chí đều tại trở nên chậm, khó nghe tiếng vang theo góc tường truyền đến, nương theo lấy tiếng vang còn có quái dị nồng vụ, một đầu dị dạng đến khó lấy hình dung sinh vật, theo góc tường bò lên đi ra, thật nhanh tiếp theo poi ép, poi ép miệng có một thân lực lượng cường đại, lại không cách nào phát huy ra, chỉ có thể nhìn quái vật kia từng chút từng chút tiếp cận mình, dùng một cây ống hút kiểu dáng giác hút, nhắm ngay cổ của hắn, chương 679, Iliad. Khuyết sắc sương mù không biết từ chỗ nào thẩm thấu ra, dần dần trên mặt đất tạo thành thật mỏng một tầng, gây mũi mùi máu tanh để ôn văn mấy người nhịn không được che miệng mũi lại. Sách, không hổ là chân tự cảnh giới quỷ hút máu, phô trương liền là không giống, nếu không phải tại ra sân trước đó lại đến ra ca kịch. Ôn văn ngăn tại đào thanh thanh trước người, trên mặt mỉa mai mà nói, dị tượng đã hiển hiện, nhưng vị kia Iliad công tước lại chậm chạp không chịu xuất hiện, rất rõ ràng là muốn để ôn văn bọn hắn cảm thấy áp lực tâm lý, bất quá tạm thời còn không thể để đào thanh thanh trở lại thu dung sở, không phải vị kia Iliad công tước chưa hẳn nguyện ý hiện thân, vô số từ năng lượng màu đỏ tạo thành con dơi, theo bốn phương tám hướng bay tới, tại mũi ưng lão huyết tộc trước người tùy ý bay múa, sau đó tại những cái kia con dơi trung ương, dần dần xuất hiện một cái tóc đen hồng mắt anh tuấn nam tử, nam tử kia mặc lễ phục màu đen, phủ lấy một kiện màu đỏ áo choàng, toàn bộ liền là trên màn ảnh kinh điển quỷ hút máu hình tượng, hắn liền là huyết tộc công tước Iliad. Iliad xuất hiện về sau, liền ánh mắt sáng trực nhìn về phía Đào Thanh Thanh, đầu tiên là đang nhìn cái gì hiếm thấy trân bảo, ta có thể cảm nhận được, ngươi hẳn là ta cái nào đó trực hệ huyết duệ chuyển hóa tới huyết tộc, ngươi có huyết tộc hết thảy năng lực, lại vứt bỏ huyết tộc tuyệt đại đa số nhược điểm, thậm chí sẽ không sinh ra khác máu khát vọng. Long Tác cùng A Sơ kinh ngạc nhìn nhìn Đào Thanh Thanh, bọn hắn không có nghĩ đến cái này nhìn rất bình thường nữ nhân thân phận chân thật vậy mà là một cái huyết tộc iliac đối đào thanh thanh lộ ra mỉm cười hiền hòa nói trước đó nghe cái kia tên biên nhà thực vật học tin tức ta còn có chút không tin nhưng tận mắt thấy ngươi về sau ta liền biết hắn nói không giả đi theo ta đi về sau ngươi chính là iliac nhà công chúa đào thanh thanh nghe iliac mà nói về sau bản thân chống lại một hồi về sau rốt cục vẫn là không nhịn được bước ra bước chân hướng iliac đi đến đây là cùng huyết mạch cao vị huyết tộc đối đê vị huyết tộc thiên nhiên áp chế, cứ việc đào thanh thanh ở phương diện này lại nhận ảnh hưởng đã so cái khác huyết tộc thấp ra rất nhiều, nhưng Iliad cấp bậc thực sự quá cao, ông văn Long mày nhướng lên, trực tiếp ôm nàng phá vỡ một mặt tường bích, ra bên ngoài chạy đi, Iliad trên mặt lộ ra một tia tức giận, cái này không biết sống chết liệt ma nhân làm ra nhất không lý trí quyết định, thân ảnh của hắn hóa thành nhàn nhạt máu tươi sương mù biến mất dùng cùng loại thuấn di đồng dạng phương thức xuất hiện tại ôn văn trước mặt, một cước đạp tới, vội vàng không kịp chuẩn bị ôn văn, bị đá bay ngay cả đánh vỡ mấy đạo vách tường lại về tới long tác bên cạnh hai người, nhưng trong ngực đào thanh thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Ông Văn đứng dậy rung lắc một cái bị đá rung lên cánh tay, lộ ra mỉm cười đắc ý, hắn vừa rồi mượn bỏ lỡ tầm mắt một nháy mắt, đem đào thanh thanh đưa vào thu dung sở, hiện tại Iliad đã không có khả năng lại bắt đến đào thanh thanh. Sau đó muốn làm chỉ có một việc Đó chính là đem Iliad chôn vùi ở đây Ông Văn hết sức tò mò Hắc thể tấn cấp thành tai nạn trung tự về sau Mình rốt cuộc mạnh lên bao nhiêu Iliad vẫn nộ nói Ngươi đem nàng giấu đi nơi nào Đương nhiên là giấu đến ngươi tìm không thấy địa phương Ông Văn khóe miệng Vẫn lên cao hơn Nếu như có thể ta cũng muốn đem ngươi đưa đi nơi đó Iliad phía sau đột nhiên nhô ra Một đôi cánh dơi Mỗi chữ mỗi câu nói Ngươi biết ta cái gì cũng không muốn biết ông văn rút ra huyết hà kiếm đột nhiên dậm chân một cái đem sau lưng bước ra một cái hố to cùng tiếu hướng iliad vọt tới sau đó vào đầu một kiếm chém tới iliad đối huyết hà kiếm kiếm phong đạn bỗng nhúc nhích móng tay trực tiếp đem ông văn bắn ra nhưng hắn cái kia một cây móng tay cũng trực tiếp đứt đoạn ngươi là điên rồi sao tại iliad dài dằng giặc sinh mệnh lực còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả lời cũng không chịu nghe xong liền không chút do dự liền trực tiếp đối với hắn phát động công kích thượng tự siêu năng giả, có một bộ phận tai biến đặc tính chân tự cường giả, vốn là đối đầu tự siêu năng giả có thiên nhiên uy áp, phổ thông thượng tự nhìn thấy chân tự không chạy cũng không tệ rồi, chớ nói chi là chủ động phát động công kích, bị đẩy lùi ôn văn sau khi rơi xuống đất, lập tức lần nữa hành động, sắt thép cánh mở ra, trên mặt cuồng nhiệt phóng tới Iliad, ngươi thích đáng mà, Iliad phát hiện, mình thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói xong, bởi vì đối phương căn bản không nói cho hắn thời gian. Thân là chân tự cường giả, hắn hoàn toàn có thể làm được một giây đồng hồ nói lên trăm cái chữ, nhưng như thế không chỉ người khác không cách nào nghe rõ, hơn nữa còn tổn thất hắn thân là cao đẳng huyết tộc phong độ. Thế là hắn chỉ có thể trầm mặt ứng đối ôn văn công kích, trường kiếm, cánh sắt thép, quyền đấm cước đá, vô số công kích điên cùng hướng hắn trút xuống mà đến, ôn văn công kích một khắc đều không ngừng nghỉ. Đối với Iliad đến nói, ông văn công kích không đáng giá nhắc tới, mặc dù so với bình thường thượng tự mạnh mẽ không ít, nhưng còn chưa tới muốn để hắn kiên kỵ tình trạng. Có thế ông văn cuồng nhiệt lại làm cho đáy lòng của hắn có chút bất an, gia hỏa này tựa như là có cái gì ý vào, nét mặt của hắn rất cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt rất lý trí. Hắn không phải đầu óc có vấn đề, mà là thích thú, mà đối với ông văn đến nói, Iliad là một cái tương đương khó được bồi luyện đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đang bay nhanh tăng trưởng. Ông Văn trước đó kỳ thật cũng cùng Acer qua các chiến đấu qua, đồng thời thuận lợi đem Acer trảm ở dưới ngựa. Nhưng Acer tình trạng kỳ thật cùng bình thường chân tự cường giả 10 phần khác biệt. Chân tự cường giả thực lực là toàn phương diện nghiền ép thượng tự. Bọn hắn có so sánh với tự lực lượng mạnh hơn, tốc độ, cảm giác, năng lượng tồn trữ. Nhưng cái này cũng không hề là chân tự chân chính địa phương đáng sợ. Bọn hắn chân chính chỗ cường đại ở chỗ trên thân có bộ phận tai biến đặc tính. sơ oa các tai biến đặc tính là sinh mệnh lực. Chuyện này với hắn năng lực chiến đấu không có trực tiếp tăng lên. Có thế cái khác chân tự khác biệt. Bọn hắn tai biến đặc tính chưa hẳn chỉ có một loại, mà lại là có thể trực tiếp dùng cho chiến đấu bên trong. Giống như là trước mắt Iliad. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trừ đạp ôn văn một cước kia bên ngoài, hắn toàn bộ hành trình đều chỉ dùng tay trái. Long Tác cùng A Sơ mới đầu cũng bị Ôn Văn điên cùng công kích hù dọa, nhưng ở Ôn Văn chiến đấu trong chốc lát về sau, bọn hắn tự hồ cũng nghĩ thông cái gì, nhao nhao ra tay với Iliad, ba vị thượng tự liên hợp xuất thủ, Iliad lại chỉ dùng một cái tay liền có chút khó mà ứng đối, vì lẽ đó hắn dùng hai cánh tay liền chặn ba người toàn bộ công kích, cái kia mũi ưng lão huyết tộc, một mặt sùng bái nhìn xem Iliad, chờ mong mình một ngày kia cũng có thể có thực lực như vậy. Có thế Iliad càng đánh đấu lại càng thấy đến là lạ. Cái này ba cái thượng tự siêu năng giả mỗi một cái đều so bình thường thượng tự mạnh mẽ một mảng lớn. Ban đầu ba người này còn có giữ lại, đợi đến bọn hắn bật hết hỏa lực thời điểm. Thậm chí muốn so đồng thời đối mặt năm sáu cái thượng tự còn muốn phí sức. Lúc nào loại cấp bậc này thượng tự, dễ dàng như vậy tụ tập ở cùng một chỗ. Là thợ săn hiệp hội triệu tập sao, như vậy nam thành phố còn có hay không cái khác thượng tự liệp ma nhân. Chương 680, Chân tự tập kết, Iliad càng nghĩ càng là bất an, rốt cục nhịn không được chợt quát một tiếng, lực lượng quỷ dị từ trên người hắn phát tán ra, bên trên bầu trời hiện ra một vòng hồng nguyệt hư ảnh, màu đỏ ánh trăng chiếu vào cái này dưới đất trong vũ trường, dưới mặt đất phòng khiêu vũ phía trên kiến trúc, bị màu đỏ ánh trăng chiếu xạ đến, tựa như là bị lưu toan hòa tan, nhanh chóng biến mất trong không khí, để ôm văng bọn người bại lộ tại dưới ánh trăng, bị cái kia ánh trăng vừa chiếu rọi một cái, Ông Văn nháy mắt cảm giác mình đã mất đi hơn phân nửa khí lực, nếu như không phải thể nội còn có mênh mông siêu năng lực lượng, có thể sẽ bị cái kia màu đỏ ánh trăng hòa tan. Tại ánh trăng này chiếu rọi xuống, Iliad thở dài ra một hơi, nhìn nhìn hai tay của mình, sau đó đem hai tay giấu ở trong tay áo, trước đó chiến đấu trên tay hắn móng tay đều bị đánh trọc, ta tai biến đặc tính một trong, liền là tại trong phạm vi nhất định, điều động hồng nguyệt lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong huyết tộc thực lực sẽ cực lớn tăng cường, cái khác siêu năng giả thực lực thì sẽ có trên phạm vi lớn suy giảm chính hiệu hồng nguyệt lĩnh vực chỉ là tai biến cấp huyết tộc cố hữu lĩnh vực thôi phạm vi có thể nhẹ nhõm bao phủ cả một cái thành thị thậm chí là phóng xạ càng lớn phạm vi iliad coi như chỉ có thể sử dụng hồng nguyệt lĩnh vực bộ phận năng lực ôn văn ba người cũng giống là đợi làm thịt cừu non hiện tại iliad muốn xuất thủ ôn văn trừ phi ẩn núp đến thu dung sở bên trong không phải tuyệt không còn sống lý lẽ Trước đó ông Văn cùng Acer thời điểm chiến đấu, nếu như không có phong tiến sĩ cùng Acer trong thân thể xiền xích quấy rối, kỳ thật cũng là không có một chút thắng khả năng, mà cùng Acer so sánh, Iliad rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá ông Văn không có chút nào sợ hãi, trước đó hắn sợ dĩ tên điên, hướng Ilia tiến lên, không phải là bởi vì hắn nghĩ muốn tìm chết, mà là hắn xác nhận mấy cái kia đại lão sẽ không để cho hắn chết, mấy cái kia đại lão không phải kinh tra bọn người, mà là Tuân Thanh cùng cái khác đại khu chân tự siêu năng giả, trước đó ông Văn tin tức báo lên về sau, ngay lập tức liền đưa tới Tuân Thanh chú ý, hắn lập tức liên hệ cái khác mấy cái chân tự, chuẩn bị cầm súng Iliad, tại liên bang thành hình quái vật tộc đàn cũng không có bao nhiêu, huyết tộc lấy đặc hữu truyền nhiễm hình thức, đứng thẳng ở sở hữu quái vật tộc quần đỉnh, là lớn nhất quái vật quần xã một trong, trước mắt huyết tộc hết thảy có 13 chi cỡ lớn thị tộc, mỗi một chi đều có một vị công tước cấp độ cường giả mà cái này 13 chi huyết tộc cộng đồng thủ lĩnh là cái thứ nhất đi vào thế giới hiện thực tai biến cấp cổ lão huyết tộc, vị kia huyết tộc được xưng huyết hoàng đế hoặc huyết thần, vị kia huyết hoàng đế cũng không sinh động, có khi hơn trăm năm mới ra đến thở cái tức giận, đi mổ một nhà ở chung, để máu của hắn tộc nhóm biết hắn còn chưa chết, không có thống nhất lãnh đạo, huyết tộc 13 thì tộc cơ bản liền làm theo ý mình, có nguyện ý thu liễm hành vi phục tùng quản lý hiệp sẽ tự nhiên cũng liền đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt mà có thậm chí liền thỏa thích làm yêu bị hiệp hội coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rất không khéo iliad liền là nhấc nhảy một cái kia hắn không chỉ có thường xuyên tổ chức cái gọi là máu tươi yến hội còn ý đồ cải biến huyết tộc ghen trở thành không có nhược điểm hoàn mỹ sinh vật trái lại chiếm lĩnh thế giới loài người đáng tiếc iliad hành tung mười phần bí ẩn hiệp hội vẫn luôn bắt không được cái bóng của hắn lần này Iliac vậy mà mình xuất hiện, tuân thanh đơn giản cùng những người khác câu thông một chút, liền định tốt kế hoạch muốn vây giết Iliac. Iliac quyết định trước giết chết Long Tác cùng cái kia A-sơ, để phòng đến tiếp sau tái dẫn lên biến cố gì, sau đó lại từ trên người ôn văn ép hỏi ra đào thanh thanh hạ lạc, trên tay của hắn hiển hiện một đầu màu đỏ roi, vọt thẳng lấy Long Tác rút đi, nhưng một người mặc áo giáp thân ảnh, rơi vào Long Tác trước mặt, dùng lam kim sắc tấm thuẫn nhẹ nhõm chặn huyết sắc roi, Ông Văn tập trung nhìn vào liền phát hiện cái kia đứng tại tấm thuẫn sau là một cái cao lớn nam tử tóc vàng. Ông Văn nhìn xem nam nhân này có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. tỉ Mỹ nghĩ lại liền phát hiện gia hỏa này có vẻ như cùng Kiều Phỉ Nhã rất giống a. Bất quá cùng Kiều Phỉ Nhã khác biệt chính là cái này Anh Tuấn Nam Tử tóc vàng có chân tự cảnh giới thực lực. Iliad biến sắc giót giờ. Kiều Ngải nhĩ, ta nhận được tin tức. Người đi tham gia thợ săn hiệp hội 3 năm một lần giao lưu hội, vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đây? Giấc giờ là kim ưng đại khu bản thổ chân tự liệt ma nhân, gần nhất đang điên cuồng đuổi bắt Iliad. Iliad liền là đạt được giấc giờ đi tham gia giao lưu hội tin tức, mới sẽ như vậy quả quyết đi vào nam thành phố, giao lưu sẽ. Ba cái ưu tú thượng tự liệt ma nhân. Chẳng lẽ, cái kia giao lưu hội hội trường tại ở đây, Iliad trong lòng dân lên dự cảm bất tường, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, hắn có thể là mình nhảy vào tử vong của người khác trong cạm bẫy, ngươi cứ nói đi. Giót giờ rút ra trường kiếm, trên mặt biểu tình hài hước nói, ông văn thấy được giót giờ trên thân kiếm đặc thù đường vân, xác nhận hắn phải cùng kiều phỉ nhã là thân thích, có thế kiều phỉ nhã nếu là tại kim ưng đại khu như thế có quan hệ, lại vì cái gì muốn đi hoa phủ đại khu tham gia du lịch liệp giả khảo hạch đâu. Một đạo ánh kiếm màu tím sẫm sông thẳng tới chân trời, mang theo xé rách hết thảy khí thế, đem cái kia huyết sắc trăng tròn trực tiếp chặt đứt, ông văn nhận ra kia là tuân thanh kiếm quan, sau đó liên tiếp mấy thân ảnh xuất hiện tại phụ cận, ở trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt mộng bức Iliad, khoát trên người cây đây trường bào người da đen người siêu năng giả, hẳn là đến từ ai không phải đại khu, hơi hói đầu, cử cự hùng siêu năng giả, hẳn là đến từ bạch gấu đại khu, che khuất cương mặt, một bộ ninja ăn mặc chân tự siêu năng giả, hẳn là đến từ anh hoa đại khu trừ đoạn tội giả bên ngoài, chân tự cảnh giới siêu năng giả, liền là hiệp hội đẳng cấp cao nhất chiến lực, trừ một chút đặc thù sự kiện lớn bên ngoài rất ít liên thủ đối địch, Iliad nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ vận khí như thế, tốt, trực tiếp đụng phải năm vị, càng chết là, cái này năm vị hẳn là đều hiểu năng lực của hắn, mà hắn chỉ biết là giót giờ. Kiều ngải nhĩ năng lực, Iliad rít lên một tiếng, một cái càng lớn trăng tròn tại không trung hình thành, hiện tại nhiều lời vô ích hắn chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể có một chút hy vọng sống nhưng vừa vặn thành hình hồng nguyệt sau một thắt liền một đạo càng khoa trương hơn kiếm quan chặt đức để iliad không cách nào ở bên người duy trì hồng nguyệt lĩnh vực tồn tại hồng nguyệt là không tồn tại ở cái này chiều không gian vật hư ảo là không nên bị chém đứt tuân thanh dẫm lên trường kiếm không có trả lời nhưng ôn văn biết là chuyện gì xảy ra bởi vì hắn dùng chính là tâm ý thần kiếm không quản vật kia có tồn tại hay không hắn chỉ cần muốn trảm liền có thể chặt đứt. Tuân Thanh là Tuân Anh huynh trưởng, đương nhiên cũng biết một chiêu này, mà lại hắn dùng muốn so ôn văn càng tốt hơn. Hồng Nguyệt lĩnh vực không được, Iliad lập tức liền thân hóa vô số con dơi, hướng bốn phương tám hướng bay đi, chỉ cần có một con dơi có thể thành công chạy đi, liền tương đương với hắn cũng chạy đi. Cái kia hơi có vẻ hói đầu siêu năng giả lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói, nơi đây cấm chỉ phi hành.